Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhà Đất Lâm Đồng nha. Em đang ở thị trấn The Ranh, Đơn Dương, Lâm Đồng. Mấy hôm nay trời giận ai mà mưa liên tục, mưa cả tuần liền luôn rồi. Bây giờ là giữa trưa mà mưa luôn nè anh chị. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một căn nhà nằm ngay thị trấn ha. Một căn nhà cách quốc lộ rất là gần luôn. Từ đây ra quốc lộ 27 chỉ khoảng 70m ha. Đi thẳng đường này. Căn nhà này nằm trên một con đường nhựa rộng 5m. Căn nhà này nằm hướng đông nam ha. Đường này là đường thông đi vào khu Lâm Tuyền 1. Trước đây em có giới thiệu đến mọi người một căn nhà biệt thự gốc hai mặt tiền đó, đã nằm ở cái khu này. Ok. Thì căn nhà này có tổng diện tích là 161m², ngang là 7,3m. Sau vào trong 22,6m nha. Căn nhà tương đối rộng. Ok. Đây là cái khoảng sân trước nhà. Khoảng sân trước nhà này rộng khoảng tầm 25m² ha. Phía bên hông có cái đường luồn ra nhà sau. Nhà này gồm có 2 phòng ngủ. Còn khá mới ha. Đây là phòng khách căn nhà. Phòng khách này rộng tầm 25m². Sàn nhà lót gạch ha. Là phòng tôn. Ở giữa đường luồng có bố trí hai cửa sổ, một bên này với bên này ha. Đây, hai phòng ngủ thì bên này. Đây là phòng ngủ đầu tiên ha. Có cửa sổ mở ra phía bên kia. Phía bên đất kia không có xây nhà nên tương đối rộng rãi nha mọi người. Thửa đất này cao hơn những cái nhà bên cạnh. Mở cửa ra có thể nhìn thấy đồi thông phía xa nè. Đó. Phía sau lưng cũng là đồi thông luôn. Đây là phòng ngủ thứ hai nè. Phía sau nhà là không gian bếp nha mọi người. Cái bếp này tương đối rộng, khoảng 35m² á. Mặt bếp lát đá hoa cương nè. Đây là nhà sau. Bên này còn có một cái cửa dẫn ra phía sau nữa. Bên này có một đường luồn. Đường luồn này rộng 1m nè. Đây còn có bậc tam cấp đi xuống dưới nữa nha mọi người. Ở khu này là họ hàng ở với nhau, cho nên cái đường này thông qua cái nhà kế bên được luôn. Ok, em thông tin lại căn nhà một lần nữa để mọi người nắm nha. Căn nhà có chiều ngang là 7,3m, sâu vào trong 22,6m, tổng diện tích là 161m². Nhà hướng đông nam, nằm khu trung tâm của thị trấn. Giá bán là 2,5 tỷ. Anh chị nào quan tâm có thể liên lạc em theo số điện thoại trong video. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.